Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Công an bơi giữa dòng củi, rác tìm người mất tích do lũ quét. Trận lũ quét tại xã Mường Bồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên xảy ra rạng sáng ngày 25 tháng 7 làm 2 người tử vong, 5 người mất tích. Đến nay, sau gần 5 ngày xảy ra sự việc, lực lượng chức năng đã tìm được 2 thi thể và vẫn còn 3 người chưa tìm thấy. Theo Công an tỉnh Điện Biên, nạn nhân mới nhất được tìm thấy là Lò Văn Biến, ngụ bản Mường Bồn 1, xã Mường Bồn. Thi thể anh Biến được tìm thấy chiều 28 tháng 7 tại khu vực lòng hồ Long Tạo, xã Hủy Mí, huyện Mường Chà, cách tâm lũ khoảng 30 km. Trước đó, một ngày, nạn nhân đầu tiên trong số 5 người mất tích là bà Giàng Thị Gia, ngụ bản Hủy Ké, xã Mường Bồn được tìm thấy tại khu vực hồ thủy điện Long Tạo, cách nơi xảy ra lũ quét gần 30 km, đường chim bay. Sau khi tìm thấy thi thể hai nạn nhân, Công an huyện Mường Chà đã mời gia đình cùng chính quyền địa phương đến nhận diện, đưa về tổ chức mai táng. Các lực lượng cứu hộ, cứu nạn tỉnh Điện Biên vẫn đang nỗ lực tìm kiếm những nạn nhân còn lại. Tại khu vực lòng hồ Long Tạo, do lượng củi, rác cộng với đất đá đổ về quá nhiều, công tác tìm người mất tích gặp nhiều khó khăn. Các thành viên tổ tìm kiếm, cứu nạn không thể dùng thuyền mà phải bơi, dò tìm. Cụ thể, có đồng chí công an bơi giữa dòng củi, rác tìm người mất tích do lũ quét. Theo dòng sự kiện, trước đó, ông Vừa A Bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên cho biết, tính tới 13 giờ ngày mà mưa T6 o lũ lụt xảy ra, trận lũ quét lớn tại xã Mường Bồn, huyện Điện Biên đã có 2 người tử vong, 5 người mất tích và 2 người bị thương. Cụ thể, hai trường hợp tử vong là bà Lương Thị N, 51 tuổi, và cháu Cà Văn T, 13 tuổi. Trong số 5 người bị mất tích có một cháu nhỏ 10 tháng tuổi. Về tài sản, trận lũ quét đã khiến gần 120 nhà bị cuốn trôi, đổ sập, hư hỏng 40 hecta lúa bị vùi lấp và 2 hecta thủy sản bị thiệt hại hoàn toàn. Trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường, ông Vừa A Bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo các lực lượng cứu hộ huyện Điện Biên khẩn trương tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ người bị thương và vận động các hộ dân trong khu vực Bản Lĩnh, xã Mường Bồn di dời đến nơi an toàn. Các lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên đã huy động hàng trăm người tìm kiếm các nạn nhân mất tích, khắc phục hậu quả do trận lũ quét xảy ra vào rạng sáng nay tại xã Mường Bồn. Thượng tá Thiều Xuân Vương, trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Điện Biên cho biết, công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích đang gặp rất nhiều khó khăn do hàng nghìn mét khối đất đá, bùn trôi xuống. Tại điểm thuận lợi cũng như lúc mưa lũ giảm cường độ, lực lượng công an còn bơi giữa dòng củi, rác tìm người mất tích do lũ quét. Cũng có mặt tại hiện trường ở xã Mường Bồn, ông Nguyễn Thái Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Điện Biên cho biết, hiện tại trời đã hết mưa, chính quyền địa phương đã huy động tối đa nhân lực chung tay khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Trước mắt, lực lượng chức năng sẽ tập trung máy móc, phương tiện tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ các gia đình bị nạn di chuyển tài sản. Theo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Điện Biên, do lượng đất đá quá lớn tràn xuống tuyến quốc lộ 12 nối Điện Biên, Lai Châu, khiến tuyến đường này đã bị tê liệt hoàn toàn, ít nhất phải 2-3 ngày tới, nếu thời tiết thuận lợi mới có thể thông tuyến. Sơn La - Điện Biên còn lại gì sau trận mưa lũ tàn khốc? Những ngày qua tại các tỉnh miền núi phía Bắc, nhất là ở hai tỉnh Sơn La và Điện Biên, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 đã có mưa to đến rất to, làm lũ quét, lũ ống, thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Hiện hai địa phương tập trung triển khai các biện pháp ứng phó, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, ghi nhận thông tin từ báo Nhân dân. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, mưa lớn kéo dài, đêm 24 rạng sáng 25 tháng 7, một trận lũ quét từ trên núi bất ngờ tràn về làm sạt lở nửa quả đồi, cuốn theo hàng trăm nghìn mét khối đất đá, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản của người dân Mường Bồn, huyện Điện Biên. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Điện Biên, mưa lớn lũ quét làm 2 người ở bản Mường Bồn bị chết, 5 người mất tích, 2 người bị thương, hơn 100 ngôi nhà của người dân bị hư hỏng đổ sập. Ước tính thiệt hại về tài sản, công trình thủy lợi, sản xuất, giao thông ở Mường Bồn khoảng 25 tỷ đồng. Ông Lò Văn Lúng, người dân bản Mường Bồn 1 kể lại, 2 giờ đêm ngày 24 tháng 7, nước suối Mường Bồn lên cao, ngập hết ruộng vườn. Sau khoảng nửa tiếng nghe tin đồi bị sạt, đất đá đổ xuống, mấy gia đình và mấy nhà trong bản bị cuốn trôi. 60 năm rồi kể từ ngày thành lập bản đến nay, mới thấy nước suối Mường Bồn dâng cao, đất đá đổ sụp như thế. Lũ về tan hoang quá,
Ông Lúng buồn bã nói. Ngay trong đêm, khi nhận tin lũ quét, huyện đã chỉ đạo các lực lượng chức năng về Mường Pùng, lãnh đạo cán bộ Ủy ban Nhân dân huyện Điện Biên hỗ trợ cứu người, di chuyển tài sản và tìm kiếm người mất tích. Đến 10 giờ sáng ngày 25 tháng 7 đã tìm được 2 người chết do bị đất đá vùi lấp. Công tác tìm kiếm người mất tích, di chuyển người dân ra khỏi vùng lũ quét được thực hiện hết sức khẩn trương, song rất khó khăn vì mưa liên tục không ngớt, đất đá tiếp tục sạt trượt từ trên núi xuống rất nhiều. Quốc lộ 12 đoạn từ trung tâm xã Mường Pùng đi huyện Mường Chà bị hư hỏng nặng, nhiều đoạn đất vùi lấp toàn bộ nền đường giao thông trên tuyến bị tê liệt hoàn toàn. Ông Đinh Quang Bảo, trưởng phòng kinh tế hạ tầng huyện Điện Biên Đông, cho biết Ủy ban Nhân dân huyện đã thành lập đoàn kiểm tra, thống kê thiệt hại, tổ chức thu dọn sụt sạt, bảo đảm giao thông tạm thời cho người dân và phương tiện. Về phương án lâu dài, Ủy ban Nhân dân huyện đã báo cáo đề xuất với Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp kinh phí để triển khai các dự án khắc phục thiệt hại về giao thông do mưa lũ. Ngay sau khi nhận được thông tin, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường đã trực tiếp đến hiện trường kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các lực lượng ưu tiên cao nhất nhân lực, phương tiện tập trung tìm kiếm người mất tích, khẩn trương cứu chữa người bị thương và thăm hỏi gia đình có người bị nạn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Điện Biên Nguyễn Thái Bình cho biết, tinh thần là tiếp tục ứng trực tại địa bàn, di chuyển các gia đình có nguy cơ bị ảnh hưởng do lở đất, lũ quét và đồng thời chăm lo cho các gia đình có người bị tử vong, thương vong. Huyện cũng chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể hỗ trợ thăm nom các gia đình có người bị nạn, bị thương và các gia đình khó khăn đang cần vật dụng thiết yếu. Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La, đến 16 giờ ngày 25 tháng 7, mưa to đã gây ra lũ quét sạt lở đất đá, làm 6 người chết tại bản Hua Pư, xã Chiền Nơi, huyện Mai Sơn và 1 người chết tại bản Hua Lành, xã Bản Cẩm, huyện Thuận Châu, 3 người mất tích tại Bản Lầm, Chiền Bôn và Co Mạ, huyện Thuận Châu do bị lũ cuốn trôi, 3 người bị thương gây thiệt hại 763 nhà, trong đó 53 gia đình phải di dời khẩn cấp, còn lại bị ngập nước và thiệt hại từ 30% đến hơn 70%. Là một trong những huyện bị ảnh hưởng nặng nhất do địa bàn xảy ra lũ quét, thiệt hại lớn về người và tài sản, huyện Mai Sơn đã huy động các lực lượng phối hợp cùng xã, bản hỗ trợ giúp gia đình di chuyển người, tài sản đến nơi an toàn đối với các hộ trong diện nguy cơ bị sạt lở lũ quét. Theo Bí thư Huyện ủy Mai Sơn Nguyễn Việt Cường, tại địa bàn xã Chiền Nơi có 2 bản Pá Hốc và Hua Pư bị thiệt hại nặng nhất, có 6 người chết. Huyện đã chỉ đạo lực lượng 4 tại chỗ của xã, bản tìm kiếm người mất tích và tập trung khắc phục hậu quả. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube của tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại!